1A8, em Nguyễn Phú Đô 12A7, em Chu Quang Trường 12A7, em Nguyễn Trọng Minh 12A13. Mời các em chúng ta nhanh chóng bước lên sân khấu ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Phạm Kim Dũng, trưởng ban đại diện cho mẹ học sinh của nhà trường sẽ trao phần thưởng cho các em ạ.